Wow, xe ô tô của ai mà đẹp quá vậy ta? Trời ơi, bên trong có nhiều đồ giá trị ghê. Ở những phần trước, sau khi củ cải ăn gian cuộc thi làm bánh và có được phần thưởng từ người ba, còn Linh Nhi thì không được gì. Tình cờ, Su Hào đã tặng cho Linh Nhi một tấm thẻ siêu quyền năng. Nhưng khi về tới nhà thì củ cải lại đổ oan, bảo Linh Nhi là người trộm thẻ siêu quyền năng của mình. Nhưng rất may, đó chỉ là sự hiểu lầm. Trước khi ra khỏi nhà, người ba đã căn dặn hai chị em dọn dẹp nhà cửa. Một lần nữa, củ cải nhờ sự tinh ranh của mình mà đã đổ hết trách nhiệm lên người chị Linh Nhi. Trong lúc nóng giận, không phân biệt đúng sai, người ba đã mắng những câu nặng lời, khiến Linh Nhi bỏ nhà ra đi. Bên ngoài biết bao nhiêu hiểm nguy đang rình rập, liệu Linh Nhi sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem tập cuối Tấm Cám chuyện Linh Nhi kể. Linh Nhi thoát khỏi tổ chức mặt nạ trò chơi con mực. Thì ra chỉ là mơ. Không biết chị Linh Nhi về chưa ta? Phải ra ngoài xem mới được. Chị Nhi ơi, chị về chưa? Chị Nhi ơi! Chị Nhi ơi, chị về đi. Em có 24 thẻ rồi này. Em sẽ đổi hộp bút em cho chị luôn. Còn nếu chị cần á, em sẽ sưu tầm thêm 12 thẻ nữa là 36 thẻ. Em đổi bộ dụng cụ học tập, em cũng cho chị hết. Ngoài ra em cũng đã sưu tầm đủ bộ chữ. Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày sẽ đổi được một giày thể thao Kun hoặc là mũ bảo hiểm Kun. Em cũng sẽ cho chị hết. Còn đây là máy chơi game Nintendo hôm bữa em vừa trúng, cùng với cả phao bơi con bò mu nữa. Chị Nhi mà về, em sẽ cho chị chơi luôn. Còn phao bơi bò mu thì hai chị em mình chơi chung. Em hứa sẽ cùng chị Nhi làm việc tốt mỗi ngày và không lười biếng nữa. Chị ơi, chị về đi mà. Củ cải, làm gì buồn vậy con? Con đang nhớ chị Nhi hả? Dạ vâng. Hôm bữa lỗi cũng do ba. Ba nóng tính quá, nói nặng lời nên con Nhi nó mới bỏ đi. Ba, ba, con nói ba nghe cái này ba đừng giận nha. Lỗi không phải là lỗi chị Nhi đâu mà lỗi do con đó ba. Ủa, là sao củ cải? Tại vì con muốn dành hết phần quà mà ba dành cho chị Nhi, cho nên con mới lừa chị Nhi. Chứ thực ra việc nhà là do một tay chị Nhi làm hết đó ba. Thật vậy hả củ cải? Trời ơi, củ cải ơi, con hư quá củ cải. Làm ba đốc oan chị con, bây giờ chị con bỏ nhà nó đi rồi. Ba, con biết lỗi rồi mà ba. Bây giờ con lấy xe đạp tìm chị Nhi về cho ba. Ba ở nhà, gọi điện cho bạn của chị Nhi để xem chị ấy có đó không. Vâng. Đi ngay. Vâng, con biết rồi, con đi ngay đây ba. Wow, xe ô tô của ai mà đẹp quá vậy ta? Trời ơi, bên trong có nhiều đồ giá trị ghê. Mà sao chủ nhân của xe này không chịu kéo cửa kính lên để như vậy? Lỡ ai đi ngang qua lấy đồ mất thì sao? Không biết chủ của xe này đi đâu rồi ta. Hay là bây giờ mình ngồi đây canh giữ xe đi. Đồ trong xe toàn là đồ giá trị thôi. Ơ, con nhỏ nào lại ngồi trước xe mình đấy kia? Này, con nhỏ này, ai cho mày ngồi xe chỗ tao? Ngồi đây trước cái xe ta sao? Đi ra. Dạ không phải vậy đâu chú ơi, con không có khóa xe của chú. Hồi nãy con đi ngang qua đây nè, con thấy là xe của chú chưa có đóng cái kính lên, mà trong đó có quá trời đồ giá trị luôn. Con sợ người ta đi ngang qua lấy đồ của chú nên con mới ngồi đây canh giữ xe nè. Đâu, để chú xem nào. Đúng rồi. Nãy chú hấp tấp quá, chú xin lỗi cháu nha. Vâng, không có gì, không sao đâu nha chú. À đúng rồi, chú có ít tiền nè, chú cho cháu nè. Này cháu cứ cầm đi cháu. Thôi chú cất tiền đi, cháu không lấy đâu. Thật ra là cháu đang cùng vui làm việc tốt mỗi ngày nên chú cũng làm việc tốt mỗi ngày nha. Dạ cháu xin phép chú cháu đi ạ. À. Tự nhiên mình thấy áy náy, có lỗi với con bé quá. Hồi nãy mình hơi vội vàng, trách lầm con bé rồi. Chú có thấy người trong hình này đi qua đây không chú? Đây là cô bé hồi nãy ngồi đây trông xe giúp chú mà. Đó là chị của cháu đó chú. Mà chị đi hướng nào vậy chú? Như đi hướng này nè. Vâng, cháu cảm ơn chú nha. Chị Nhi ơi, chị Nhi ơi, chị ở đâu rồi chị Nhi ơi? Chị Nhi ơi, chị Nhi ơi, chị ở đâu rồi? Về nhà đi. Chị Nhi ở đằng kia kìa. Chị Nhi. Cô cái. Thì ra là chị ở đây làm em tìm cả sáng tới giờ à? Chị về nhà đi, em xin lỗi chuyện hồi sáng mà.
em cũng đã nhận lỗi với ba rồi, ba cũng nhớ chị lắm á. Nhưng mà chị Nhi, chị về nhà đi, em cho chị hộp sữa chua uống hương cam chị thích nhất nè, chị uống đi, bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, bụng tốt tốt bụng, rồi chị tha lỗi cho em nhá. Ngoài ra em còn cho chị hết cái bộ sưu tập thẻ quân ở nhà luôn. Nè, cho chị hết rồi, lấy thẻ đâu mà em đã qua nữa. Chương trình còn kéo dài tới tận ngày 28 tháng 2 năm 2022 lần đó, em săn thẻ lại từ đầu cũng được, quan trọng là em đã biết lỗi rồi. Em hứa sẽ làm việc tốt mỗi ngày để ba và chị luôn tự hào về em. Cô cả em của chị hôm nay trưởng thành quá ta. Mà em phải nhớ hàng ngày phải vận động 60 phút mỗi ngày để có sức khỏe thật tốt nha. Em nhớ rồi. Thôi bây giờ hai chị mình đi về đi. Đi, bên em kêu chị về. Ê khoan cô cải, bên này chị bỏ nhà đi như vậy á, không biết ba có giận gì không? Giận đâu mà giận, ba mà mong chị chết hết kìa. Thôi vào nhà đi. Ba ơi, chị Nhi về rồi. Hả? Nhi về hả con? Vào đây con, vào đây. Ba ơi, con xin lỗi ba, bữa trước con thân quá, con bỏ nhà đi, lỗi là do con. Không phải, lỗi là do ba. Ba nóng vội quá, không phân biệt đúng sai. Ba đã trách lầm con rồi. Ba ơi, không phải lỗi của ba đâu, cũng không phải lỗi của chị Nhi đâu. Tất cả là do sự lười biếng của con mà ra. Con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Ba thật hạnh phúc khi con hai đứa con biết nhận ra lỗi lầm của mình. Thôi, hai con đừng buồn nữa. Ở đây ba chuẩn bị rất là nhiều sữa cun nè, để mừng hai con về đó. Chị Nhi, thấy ba thương chị ghê chưa? Em cho chị chậm đếm đó. À thôi, em cho chị hết luôn cũng được. Thôi, một mình chị làm sao uống hết được. Ê chị Nhi, nhìn này, em sưu tầm đủ bộ chữ, cùng quân làm việc tốt mỗi ngày này, có thể đổi được một giày thể thao quân hoặc là một nón bảo hiểm quân, chị thích cái nào? À, chị thích là đôi giày đi. Vậy hả? Mày thì mình đi đổi luôn đi. Bà, cho phép tụi con đi đổi quà sứ nha ba. Hai con cứ đi đi. Đi đi nhà ba nấu cơm cho. Dạ ba. Làm việc tốt mỗi ngày với quân là gì? Yeah, đứng lại. Giúp đỡ người gặp nạn. À, tới giờ học rồi. Làm việc tốt là tới trường đúng giờ. Sưu tập đủ 7 chữ cùng Cool làm việc tốt mỗi ngày sẽ được nón bảo hiểm hoặc giày Cool. À, mình bỏ quên bút rồi, bạn cho mình mượn nhé. Làm việc tốt là tự giác chăm chỉ học tập, sắp xếp dụng cụ gọn gàng. Bạn nào nộp bài nhanh nhất sẽ có thưởng. Em xong rồi, làm việc tốt là luôn hoàn thành bài tập thật nhanh. Có chuyện gì vậy? Sưu tập 24 thẻ sưu tập bất kỳ, nhờ ngay hộp bút full có đèn phát sáng rực rỡ. Gia đình nông dân siêu vàng triệu tập. Siêu tập 36 thẻ siêu tập bất kỳ, nhận ngay bộ dụng cụ học tập cool kèm theo bộ huy hiệu trang trí cực cool. Làm việc tốt là năng vận động, thể dục thể thao cho khỏe người. Sao nhà mình như sân vận động vậy ta? Không chỉ vận động ngoài trời mà vận động ngay cả trong nhà. May mắn nhận một thẻ siêu tốt đặc biệt sẽ nhận hồ bơi phao bò mu và bộ Nintendo vận động. Sẵn quà Cool, cùng Cool làm việc tốt mỗi ngày.